Tin Canada và Thế Giới Nhanh chóng Trung thực Chính xác Culture Channel Kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada Tuấn Liêm xin kính chào quý vị thẩm thoát mà chúng ta đã tới ngày cuối cùng của tháng 5 Trong bản tin chiều của ngày 31 tháng 5 năm 2022 Mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây các biện pháp Covid-19 ở biên giới sẽ duy trì cho đến ít nhất là cuối tháng 6. Dự báo nhiệt độ mùa hè nóng bức và các cơn bão lớn quét qua phần lớn Canada. Nền kinh tế Canada tăng trưởng 3,1% trong quý đầu tiên chậm hơn so với dự kiến. Chi phí thực phẩm gia tăng, nhiều người hơn tại Canada sử dụng ngân hàng thực phẩm. Năm tòa nhà khuyên thoại trong clip Doors Open Toronto. Trong phần tình thế giới, thì EU đồng ý cấm vận dần dần dầu mỏ của Nga miễn trừ cho Hungary. Ngân hàng hạt giống khổng lồ của Ukraine có nguy cơ bị mất khi chiến tranh hoàn thành. Lãm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt mức kỷ lục 8,1% trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng. Hầu hết các cổ phiếu đều giảm giá tại Wall Street khi mà giá dầu thô leo thang mùa vụ lúa mì của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi mùa đông khô hạn, sau đó là mùa xuân ẩm ướt, làm tăng thêm tình trạng khan hiếm toàn cầu. Thủ tướng của New Zealand gặp Tổng thống Biden để thảo luận về chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Trước hết là bản tin trong nước, các biện pháp COVID-19 tại biên giới sẽ duy trì cho đến ít nhất là cuối tháng 6. Cơ quan Y tế Công cộng của Canada cho biết các hạn chế COVID-19 ở biên giới sẽ được duy trì trong ít nhất thêm một tháng. Cơ quan này đưa ra thông báo trên Twitter một ngày sau khi quốc hội bỏ phiếu bác bỏ một đề xuất của đảng bảo thủ nhằm quay trở lại các quy tắc đi lại trước đại dịch một số hạn chế và đại dịch đang được áp dụng tại các sân bay và biên giới đất liền của Canada, bao gồm quy định về vắc xin, xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên và yêu cầu du khách quốc tế trả lời những câu hỏi liên quan tới đại dịch trên ứng dụng Arrive Can. Các giới hạn cụ thể tùy thuộc vào độ tuổi, quốc tịch và tình trạng tiêm chủng của khách du lịch. Hội đồng các sân bay Canada đã cho rằng sự chậm trễ nghiêm trọng của hải quan trên khắp nước là do các biện pháp đại dịch và không đủ nhân viên. Điều này đã dẫn tới việc xếp hàng quá lâu và thậm chí có những trường hợp là không còn chỗ trống để đứng trong sân bay. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Omar Kapra cho biết các cuộc thảo luận về việc cân bằng biện pháp y tế công cộng và tính linh hoạt của nền kinh tế còn đang diễn ra. với nhiệt độ của thời tiết theo mùa hoặc là nhiệt độ có cao hơn đôi chút thì người dân trong nước tại Canada có cơ hội tận hưởng những ngày tháng như mùa hè. Nhưng theo dự đoán của một nhà khí tượng thâm niên trong nước thì độ ẩm có thể dẫn tới một vài tháng nhiều bão tố. Chris Scott là nhà khí tượng học trưởng tại The Weather Network cho biết sức nóng kết hợp với luồng khí quyển hẹp sẽ dưỡng tới lượng mưa trên mức bình thường và trải qua vùng Paris đến Ontario và Quebec. Mặc dù điều đó không có nghĩa là sẽ mưa mỗi ngày, nhưng mà ông Scott dự kiến sẽ xảy ra một vài cơn bão lớn. Ông Scott cho biết miền Tây Canada hiện nay không đủ khả năng để đối mặt với những điều kiện thời tiết nắng nóng kinh hoàng của năm ngoái và trái rừng ở British Columbia. British Columbia dự kiến sẽ dần dần chuyển từ một mùa xuân mát mẻ qua nhiệt độ gần như là bình thường bắt đầu từ tháng 6 và điều này sẽ khiến cho tuyết tan và làm chậm thời điểm bắt đầu mùa trái rừng. Trên khắp dãy núi Rockies thì tình trạng khô hạn khắc nghiệt vào mùa xuân ở Alberta và lũ lụt ở Manitoba sẽ bắt đầu giảm bớt khi mà lượng mưa trên khắp vùng Paris trở lại mức bình thường hơn. Tuy nhiên thì ông lưu ý khả năng xảy ra hạn hán vẫn còn ở miền nam Alberta vì khu vực bị ảnh hưởng bởi cái nắng nóng khủng khiếp dự kiến sẽ bao trùm các khu vực ngay phía nam của biên giới. Tại Ontario và Quebec thì hầu hết khu vực sẽ trải qua một mùa hè rất ấm áp và ẩm ướt, khác xa tháng 6 oi ả của năm ngoái. Ông Scott không nghĩ rằng sẽ có một cơn bão mạnh như là cơn bão quét qua Ontario và Quebec vào ngày 21 tháng 5. Nhưng mà ông khuyến cáo người dân Canada, đặc biệt là những người cắm trại hãy cảnh giác với các kiểu thời tiết di chuyển nhanh. Đối với các tỉnh ở Đại Tây Dương thì dự kiến có thể sẽ mưa trên mức trung bình và nhiệt độ trên mức bình thường. Những yếu tố đó cho thấy một mùa bão rất tích cực trong khu vực. Nhiệt độ sẽ ở mức dưới bình thường ở Yukon và Nunavut, trong khi lượng mưa vẫn ở mức gần như bình thường. Nền kinh tế của Canada tăng trưởng 3,1% trong quý đầu tiên, nhưng chậm hơn so với dự kiến. Thống kê Canada cho biết nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3,1% trong quý đầu tiên, được hỗ trợ bởi đầu tư kinh doanh và chi phí hộ gia đình. Tuy nhiên, tốc độ đó đã giảm so với tỷ lệ hàng năm là 6,6% trong quý 4 của năm 2021. Cơ quan thống kê Canada cho biết sự thay đổi này diễn ra khi mà khối lượng xuất khẩu đã giảm 2,4% trong quý sau so hai quý liên tiếp tăng. Thống kê Canada còn cho biết là chi tiêu của các hộ gia đình đã tăng 0,8% trong quý đầu tiên đánh dấu mức tăng quý thứ ba liên tiếp. Chi tiêu cho các loại hàng hóa lâu bền tăng 2,6% trong quý đầu tiên, giúp tăng 16,1% chi tiêu cho xe hơi mới và tăng 3,5% cho xe tải, xe ven và xe thể thao đa dụng mới. Bất chấp sự gia tăng, chi tiêu cho xe hơi vẫn thấp hơn mức trước đại dịch do các vấn đề về chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến lĩnh vực này. Chi tiêu xây dựng trong khu dân cư tăng 4,3% do chi tiêu cho việc cải tạo đã tăng 9,3%. Chi phí bán lại cũng tăng 4,6% và chi phí xây dựng mới tăng 0,2%. Cơ quan thống kê Canada cho biết, đã có một mức tăng lương đáng kể trên toàn nền kinh tế, bao gồm cả ngành du lịch cá nhân, chuyên nghiệp, thương mại sản xuất, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội và các ngành xây dựng. Thống kê Canada cho biết số liệu sơ bộ của họ cho thấy tháng 4 nền kinh tế đã tăng trưởng 0,2% trong tháng, nhưng cảnh báo rằng con số này sẽ được điều chỉnh khi mà số liệu chính thức được công bố vào ngày 30 tháng 6. Chi phí thực phẩm gia tăng khiến cho nhiều người hơn tại Canada sử dụng ngân hàng thực phẩm. Tại một số thành phố, số lượt ghé thăm các ngân hàng thực phẩm đã gia tăng gấp 3 lần do chi phí hàng tạp hóa tiếp tục khiến cho người dân Canada phải trao đảo giám đốc điều hành của Daily Bread Food Bank Toronto, ông Neil Hetherington cho biết. Các ngân hàng thực phẩm ở Toronto đã báo cáo số lượng khách đã tăng lên 160.000 lượt khách hàng mỗi tháng. So với 60.000 lượt trước đại dịch, ông Hetherington nói rằng số người tới các ngân hàng này sẽ chỉ tăng lên. Và ông nói chúng tôi dự kiến con số đó sẽ tăng lên khoảng 225.000 lượt khách hàng mỗi tháng. Người dân đang thiếu đồ ăn và chúng tôi cần phải làm gì đó để giải quyết vấn đề đó. Các ngân hàng thực phẩm tại Charlottetown và Calgary cũng đã chứng kiến tình trạng tương tự khi nhiều người dân đang thiếu đồ ăn và phải tới đây. PI cũng báo cáo lượng khách hàng đột biến 60% kể từ tháng 4 năm 2021. Thống kê báo cáo vào tháng 4 của Canada cho thấy thực phẩm đã tăng 9,7% trong các cửa hàng tạp hóa kể từ tháng 4 năm 2021. Ngoài ra thì tỷ lệ lạm phát hiện tại là 6,8%, đánh dấu tỷ lệ cao nhất được báo cáo trong 3 thập kỷ. Ở Ontario, trợ cấp xã hội cung cấp cho cư dân khoảng 1.100 đô la một tháng, nhưng ông Harrington cho biết chỉ cần tăng thêm 15 đô la hàng tháng là có thể giảm thêm 56.000 lượt đến các ngân hàng thực phẩm trong thành phố. năm tòa nhà khuyên thoại trong dịp Doors Open Toronto. Sau hai năm vắng bóng, Doors Open Toronto đã trở lại vào năm 2022 và các đám đông đã đổ xô đến hơn 100 tòa nhà và địa điểm trên khắp thành phố để đánh dấu sự trở lại của sự kiện được yêu thích vào cuối tuần 28, 29 tháng 5. Giống như những năm trước, phiên bản thứ 21 của Doors Open đã cho người tham quan bước vào nhiều tòa nhà trên khắp Toronto nhưng chỉ với một khoảng thời gian ngắn và phải xếp hàng dài để có thể vào được bên trong. Bạn phải là siêu nhân thì mới có thể tới được hết tất cả các nơi. Vì thời gian có hạn, dưới đây là 5 tòa nhà nổi tiếng được rất nhiều người tham quan trong đợt Doors Open này. Thứ nhất là nhà thờ St. James, The Cathedral Church of St. James. Đứng trên giao lộ của King và Church trong gần 17 thập kỷ, nhà thờ St. James là nơi tọa lạc của giáo đoàn lâu đời nhất trong Toronto trước cột mốc phục hưng Gothic hiện có hơn nửa thế kỷ. Được hoàn thành vào năm 1853 với ngọn tháp và phần chóp được hoàn thành sau hai thập kỷ, St. James là nhà thờ có phần tháp cao nhất ở Canada và cao thứ hai trên lục địa. Mặc dù chiều cao của nó đứng sau mái vòm của nhà thờ Thánh Joseph tại Montreal. Thứ hai là thư viện sách hiếm Thomas Fisher, đó là Thomas Fisher Rare Book Library. Được mở vào năm 1973, thư viện của Đại học Toronto này nằm chung tòa nhà với thư viện Roberts nổi tiếng hơn. Thư viện Fisher không chỉ có bộ sưu tập sách quý hiếm và bản thảo lớn nhất của Canada, không gian của thư viện mang hình dáng của một giếng trời cao chót vót và cũng rất đáng để bạn ghé thăm. Kiến trúc với màu đỏ và cam này thực sự ngoạn mục ngay cả khi bạn không phải là người đam mê sách, nhưng mà nếu thư viện Fisher trở lại vào năm sau thì bạn có thể sẽ phải xếp hàng dài thì mới lên được gác lửng của tòa nhà. Tiếp theo là St. Lawrence Hall, một địa điểm không thể bỏ qua cho những người không thể xếp hàng dài và yêu thích lịch sử. St. Lawrence Hall là một điểm dừng chân mát mẻ nhưng bổ ích trong hành trình năm nay. Hội trường theo phong cách phục hưng được xây dựng vào năm 1850 là nơi mà các chính trị gia Toronto phát biểu và là nơi hòa nhập xã hội của giới thượng lưu trong một số thập kỷ quan trọng nhất của thành phố. Sau đó thì tòa nhà đã bị làm lu mờ bởi các địa điểm mới hơn, lớn hơn và nó đã rơi vào tình trạng bị hư hỏng vào giữa thế kỷ 20. Một phần của tòa nhà thậm chí đã bị sụp đổ trước khi được xây dựng lại và khôi phục lại vẻ đẹp rực rỡ trước đây từ từ là tòa nhà lập pháp Ontario. Đây là một địa điểm được nhiều người ưa thích khi mà họ đã xếp hàng dài xung quanh Queen's Park để có được một cái nhìn hiếm hoi ở bên trong cơ quan chính trị Ontario. Và vì chờ đợi là hoàn toàn xứng đáng, nội thất của địa danh được xây dựng năm 1893 cũng hùng vĩ như vẻ ngoài của nó. Có rất nhiều thứ để xem tại đây, nhưng mà điểm nổi bật rõ ràng nằm ở Hội đồng Lập pháp Ontario là một căn phòng được trang trí công phu nơi mà các nghị sĩ quốc hội vạch ra đường lối chính trị của tỉnh. Và thứ năm là Daniels Building, là một trong số ít các tòa nhà của Đại học Toronto đã mở cửa cho khách tham quan trong năm nay. Tòa nhà Daniels là sự kết hợp giữa cũ và mới, kết hợp một bệnh viện quân sự được xây dựng từ năm 1875 với một công trình hiện đại. Khu phức hợp hiện là ngôi nhà của khoa kiến trúc của trường UFT và nó thể hiện điều đó trong thiết kế cả bên trong và bên ngoài. Khách tham quan có cơ hội khám phá các không gian và công nghệ để hướng dẫn sinh viên trong cuộc hành trình vào lĩnh vực kiến trúc, cũng như khám phá các mô hình kiến trúc và các thiết kế khác từ các nhà thiết kế trẻ giỏi nhất và sáng giá nhất. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. EU đồng ý cấm vận dân dân dâu mỏ của Nga nhưng mà miễn trừ cho Hungary. Ngân hàng hạt giống khổng lồ của Ukraine có nguy cơ bị mất khi chiến tranh kết thúc. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt mức kỷ lục 8,1% trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng. Hầu hết các cổ phiếu đều giảm giá tại Wall Street khi giá dầu thô leo thang mùa vụ lúa mì của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi mùa đông khô hạn, sau đó là mùa xuân ẩm ướt, làm tăng thêm tình trạng khan hiếm toàn cầu. Thủ tướng New Zealand sắp gặp Tổng thống Joe Biden để thảo luận về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. EU đồng ý cấm vận dân dân dầu mỏ của Nga miễn trừ cho Hungary các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đồng ý một lệnh cấm vận đối với nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm và miễn trừ nhập khẩu đường ống mà Hungary và hai quốc gia Trung Âu không giáp biển khác dựa vào. Các quân chức cho biết lệnh cấm vận được đồng ý trong đêm sau nhiều tuần tranh cãi nhằm loại bỏ 90% lượng dầu thô nhập khẩu của Nga vào khối 27 quốc gia trong vòng 8 tháng hoặc lâu hơn. Đây là biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Nga vì hành động xâm lược Ukraine sẽ ảnh hưởng đến chính EU. Các nước EU sẽ có thời gian là 6 tháng để ngưng nhập khẩu dầu thô của Nga qua đường biển và 8 tháng đối với các sản phẩm tinh chế. Thỏa thuận này chỉ đạt được sau khi các nhà lãnh đạo khác của EU đồng ý cho Hungary ngoại lệ. Giá dầu gia tăng sau thỏa thuận của EU, lạm phát đạt mức 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái ở các nước trong khu vực đồng euro trong tháng này. Trong khi đó, thì các nhà phân tích và thương nhân của Nga cho biết việc áp dụng lệnh cấm vận này giúp cho Moscow có thời gian để tìm kiếm khách hàng mới ở châu Á. Ngân hàng hạt giống khổng lồ của Ukraine có nguy cơ bị mất khi chiến tranh kết thúc. Trong các hầm ngầm gần với chiến trường của Ukraine, mã di truyền của gần 2.000 cây trồng có nguy cơ bị phá hủy vĩnh viễn theo một tổ chức có tên là Corp Trust, là một tổ chức phi lợi nhuận do tổ chức nông lương Liên Hợp Quốc thành lập, thì nguy cơ đã trở thành tiêu điểm vào đầu tháng này khi mà một cơ sở nghiên cứu gần ngân hàng hạt giống quốc gia của Ukraine bị hư hại. Cơ sở và ngân hàng hạt giống của Ukraine đều có trụ sở tại Kharkiv ở đông bắc của Ukraine là nơi đã hứng chịu các đợt ném bom dữ dội từ lực lượng của Nga. Các nhà nghiên cứu dựa trên vật liệu di truyền đa dạng mà các ngân hàng hạt giống lưu trữ để tạo ra các loại cây có thể chống chọi với biến đổi khí hậu hoặc là dịch bệnh. Chúng ngày càng trở nên quan trọng để bảo đảm sản xuất đủ lương thực mỗi mùa để nuôi sống 7,9 tỷ người khi mà thời tiết trên thế giới ngày càng trở nên khắc nghiệt. Lạm phát trong khu vực đồng tiền chung Châu Âu đạt mức kỷ lục 8,1% trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng. Lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt mức kỷ lục là 8,1% vào tháng 5 trong bối cảnh chi phí năng lượng và lương thực tăng cao, một phần là do cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Lạm phát hàng năm ở 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro đã tăng vọt vượt quá mức kỷ lục trước đó là 7,4% vào tháng 3 và tháng 4, theo số liệu mới nhất được công bố hôm thứ Ba bởi cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu, Eurostat. Giá cả tăng vọt đang đè nặng lên tài chánh của các hộ gia đình và khiến cho các quan chức phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự gia tăng hơn nữa trong chi phí sinh hoạt. Giá năng lượng tăng 39,2% cho thấy chiến tranh và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đi kèm đang khiến cho cuộc sống của 343 triệu người ở khu vực đồng Euro trở nên đắt đỏ hơn. Giá dầu và khí đốt tự nhiên đã tăng vọt do lo ngại về chiến tranh sẽ làm gián đoạn nguồn cung từ Nga, nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 và cách tiếp cận thận trọng để tăng sản lượng từ các tập đoàn dầu mỏ OPEC đã làm tăng giá năng lượng. Giá thực phẩm, rượu và thuốc lá đã tăng 7,5% trong tháng 5. Một dấu hiệu khác cho thấy cuộc chiến của Nga ở Ukraine, nhà cung cấp lúa mì và các mặt hàng nông sản khác trên toàn cầu đang đẩy giá cả của thế giới lên như thế nào. Giá của các mặt hàng như là quần áo, thiết bị gia dụng, xe hơi, máy tính và sách đã tăng 4,2%, giá dịch vụ tăng 3,5%. Các số liệu mới nhất đã gây thêm áp lực lên các quan chức trong khu vực đồng euro để làm tăng lãi suất từ mức thấp hơn để kiềm chế giá tăng. Mặc dù là điều đó có nguy cơ kiềm hãm sự phục hồi kinh tế, Liên minh châu Âu vào đầu tháng này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cho khối 27 quốc gia trong một viễn cảnh về một cuộc chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kéo dài và sự gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung năng lượng. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde tuần trước đã đưa ra dấu hiệu rõ ràng nhất rằng lãi suất sẽ sớm bắt đầu tăng và bà hy vọng sẽ thoát khỏi lãi suất âm vào cuối quý thứ ba hầu hết các cổ phiếu giảm giá tại Wall Street khi mà giá dầu thô leo thang. Chứng khoán của Mỹ hôm thứ ba giảm do những lo lắng về khả năng suy thoái và lạm phát và lãi suất tăng. Chỉ số S&P 500 thấp hơn 0,9% trong phiên giao dịch giữa ngày. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones cũng giảm 270 điểm, tương đương với 0,8% ở mức 32.942 và Nasdaq cũng thấp hơn 0,8% giá dầu thô của Mỹ tăng 1,8% lên 117,19 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô brand tiêu chuẩn quốc tế cũng tăng 2 cent là 117,62 Mỹ kim một thùng sau khi chạm mức 120 đô la trước đó. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell vào ngày thứ ba vì lạm phát tăng cao và tiếp tục ảnh hưởng đến thu nhập của người Mỹ. Bắt đầu từ tháng 4, Fed sẽ cho phép một số trái phiếu trị giá hàng ngàn tỷ đô la của kho bạc và các trái phiếu khác được tung ra khỏi bảng cân đối kế toán. Một động thái làm tăng áp lực đối với các lãi suất của trái phiếu kho bạc dài hạn và đó là một trong những cách mà Fed đang cố gắng để dập tắt lạm phát bằng cách làm chậm nền kinh tế. Mùa vụ lúa mì của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi mùa đông khô hạn và sau đó là mùa xuân ẩm ướt làm tăng thêm tình trạng khan hiếm toàn cầu. Hoa Kỳ là nhà sản xuất lúa mì lớn thứ tư trên thế giới và sản lượng đang bị ảnh hưởng vào thời điểm mà thế giới có khả năng mất thêm nguồn cung cấp ngũ cốc chủ yếu trong bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu. Trường vọng thu hoạch tồi tệ hơn ở Trung Quốc và một số khu vực ở châu Âu, tiếp theo là lệnh cấm xuất khẩu của nhà sản xuất lớn Ấn Độ đã thắt chặt nguồn dự trữ và làm trầm trọng thêm mối lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu washington đã kêu gọi nông dân hoa kỳ giao hạt nhiều lúa mì mùa đông hơn vào mùa thu năm nay và chính phủ sẽ cho phép trồng trên một số vùng đất nhạy cảm với môi trường bắt đầu từ mùa thu năm nay tuy nhiên các nhà phân tích ngũ cốc cho biết hạn hán và đầu vào tốn kém của các trang trại có thể làm hạn chế lợi nhuận sản xuất có hai vụ lúa mì tại hoa kỳ lúa mì mùa xuân được trồng ngay bây giờ và lúa mì mùa đông trồng vào mùa thu sẽ sớm được thu hoạch cả hai đều gặp sắc sói tiềm năng thu hoạch lúa mì mùa đông của Hoa Kỳ đã giảm hơn 25% do hạn hán nghiêm trọng. Nông dân vùng Kansas có thể bỏ hàng ngàn mẫu lúa mì ở trên các cánh đồng trong năm nay thay vì trả tiền để thu hoạch những hạt lúa bị khô hạn. Tại Bắc Dakota thì vấn đề là quá nhiều nước. Một trận bão tuyết lịch sử vào tháng 4 đã khiến cho những cánh đồng rộng lớn ở một số khu vực bị phủ lớp tuyết dày tới 3 feet gây ra lũ lụt khi đại hồng thủy tan chảy. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thì nông dân Hoa Kỳ chỉ mới gieo hạt 49% trong số những mẫu đất trồng lúa mì vụ xuân dự kiến của họ vào ngày 22 tháng 5. So với năm 2014 thì với tốc độ chậm nhất kể từ năm 1996. Ở Bắc Dakota, nơi sản xuất khoảng một nửa lúa mì vụ xuân của Hoa Kỳ, người trồng chỉ trồng 27% vụ mùa của họ với tốc độ chậm thứ hai trong 4 thập kỷ. Ở đồng bằng miền Nam Hoa Kỳ, nông dân trồng lúa mì vụ đông nhận được rất ít mưa và lo ngại về quy mô thu hoạch của họ. Theo ước tính mới nhất của USDA, khoảng 6% diện tích trong trọt của bang sẽ bị bỏ hoang. Tại Colorado thì tỷ lệ bỏ rơi có thể lên tới 30%. Thủ tướng của New Zealand gặp Tổng thống Biden để thảo luận về chiến lược Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã gặp Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Ba tại Tòa Bát Ốc nơi các cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên dự kiến sẽ bao gồm các nỗ lực của Washington nhằm chống lại Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuộc họp có tầm quan trọng lớn khi mà New Zealand trong những tuần gần đây đã làm dấy lên sự lo ngại về sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực sau khi tin tức cho rằng Bắc Kinh đã ký một hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon. Trung Quốc đã thực hiện một số nỗ lực phối hợp để tăng cường ảnh hưởng của mình và ngoại trưởng của nước này hiện đang ở Tonga trong khuôn khổ chuyến công du toàn khu vực. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ thảo luận về chiến lược ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, cũng như việc kiểm soát súng sau một số vụ xả súng hàng loạt của Mỹ, bao gồm cả vụ ở Uvalde, Texas khiến cho 21 trẻ em và giáo viên thiệt mạng. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tối nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị nhớ bấm like, comment và share để giới thiệu cho nhiều người cùng xem thay mặt cho ban biên tập tuấn liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt